đồng hồ Odo 62, 10-10 búa, hàng nội địa. Cái thùng sơn mài này là thùng xưa đi theo máy của nó luôn. Mặt số thì cũng còn rất là đẹp. Bác nào thích thì cứ kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết máy móc qua cho nhé. Bây giờ thì em sẽ test âm cái con đồng hồ này. Các bác nghe thử, nếu mà có gì không ưng ý thì cứ bình luận bên dưới, em sẽ lắng nghe ý kiến.